Tao cho game đỏ coi. Xin game gì đỏ đỏ tí coi. Ngoại binh nè. Chăm bài vợ. Chỉ lấy mấy cái này hên xui lắm. Chăm bài vợ đi. Ui V2 luôn. Từ từ nó có nên bắt V2 không mọi người? Có nên bắt V2 không nhở? Hay là ấp chết kiếm ngoại binh đắn. Bắt V2 thì bị thọt tiền đấy. Ấp chết kiếm ngoại binh mà đắn nhở. Ấp chết phát thì kiếm ngoại binh đắn. Bắt đép hai con này đép được rồi. Con này nữa điên xạ rồi. Nước mắt rồi nè. Hai xạ thủ, hai liên xạ các kiểu rồi. Đang găng lăn, găng lủng đi kiếm ngoại binh đâu. Ô thần tượng, có thằng nào đang xài con gì thần tượng không? Để xem cái ô thần tượng nằm ở đâu. Ô thần tượng nằm dưới nuôi lắc ngon. Có cái trăm bài vở nuôi lắc cũng ngon. Vừa vào đã trăm học rồi, trăm bài vở. Nếu có cái gì gọi là trăm bài. Yep. The glass is half empty. Nếu có cái gì gọi là ngoại binh luôn. Cái ngoại binh phải để nó tự ra, không ép được. Có hai con này tí mình đánh lùn hết tiền cũng được. Lấy cái sức mạnh khổng lồ nó không có ngon. Ui ông nào cũng free roll không mà. Lấy cái sức mạnh khổng lồ đầu game đâu có nào 2 sao đâu mà sức mạnh khổng lồ. Quán này mà có thì ấy, nó nuôi con Kai'Sa học viện để bưng hết nước chấm luôn. Trăm bài vở Kai'Sa học viện vô địch. Lướt qua lướt lại mà đi hết. Mẹ đéo cái gì liên quan đến gọi là cái level rồi. Mẹ ngoại binh luôn bấy. On my way.
Lấy cái này là bắt buộc phải đến học viện rồi. Chạy tốc độ bàn thờ. Đấy nổi. Lấy cái găng chứ đi, cái găng khó lấy hơn. Ừ, ngoài bên đây đó. This is gonna tickle. Có ba con lùn này. Thôi, bỏ lùn đi. Tèo, 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 tèo. Hát nhạc phim họ thì nãy giờ là đi luôn chứ còn gì nữa, nãy giờ đen vãi lên toàn cút luôn. Hát là đúng rồi, hát chuẩn mà. Ô thần tượng ở đây à, relax được đấy. Hai nước mắt clip phép vô cực. Bắn chiếu chiếu. Cam yêu cân hết. Hay quá. Cố đi. Hai vàng để thêm vào rừng của bạn. Năm vàng. Năm vàng. Queen ngon hơn MS. Queen sao ngon hơn MS được. MS ngon nhất. Ngon hơn găng lăn. Em lăn phải 2 sao mới ngon. Em lăn chỉ cái hấp tiền thôi, đam sao bằng 10F được. Giáp thiên thần. Cho con này cái BF đi. Đấy. Đấy. À. Cái tay găng bộ thật vô cực. Ông mày đánh lắc à. À, cái tay găng bộ thật vô cực chàng thế. Chơi lắc hay gì vậy? Lấy cái ấn này dễ vào top. Lấy cái ấn đấy là gần như là cái ấn đấy là ấn auto vào top. Lấy là vào top. Don't worry, I am here. Chưa găng lăn đi.
ném đồ Yone hoặc lắc cho dị máu. Chưa biết đánh Yone hay lắc mà. Nên cứ bình tĩnh. Để tí xem bạn lập được đồ gì đã. Còn chưa biết bạn ăn Yone hay lắc, bạn cứ lộn xộn. Thăng hoa này. Đội hình mình là đội hình sóc đam, thăng hoa có ngon không? Đội hình mình sóc đam mà. Đủ có kịp đủ 15 giây đâu. Lấy hồi máu đi. Ready for trouble. Tí thí dụ mà có đánh lắc là hình sóc đam đâu có kịp đủ 15 giây đâu. Đánh học viện ít tan lắm. Thăng hoa chỉ dành cho đội hình là đánh chơi chơi thôi. Học viện là không nên, học viện thì không nên. Thế tí làm gì ba ngoại binh này, tí lấy chết tí ngoại binh một chí. Lắc à? Lắc. Mất luôn. Để. Ê, nổ rồi. Hình như là nổ rồi. Cái này hơi yếu. Nổ rồi anh em ơi. Nổ không? Nổ rồi. Oh yeah. Bỏ hết đi mà làm người. Ván này có thể đánh lắc nha. Có lắc rồi kìa. Ui, hai con lắc. Lại chả lắc là cái gì? Lại chả đánh lắc. Sáu học viện rồi mà ta. Mình nhớ mình sáu học viện rồi mà ta. Mới năm thôi à? Bấm tiếp nè. À.
I will protect you. Lên 8 đi đã, lên 8 đi. Nhiều tiền à? Gậy đi, cung, đem máu. Có cung. Có cung là binh. Sao sau ấp 8, được lắc 2 đánh lắc luôn. Này là một cái gậy nữa là đẹp rồi nhỉ. Một cái gậy này là gắn bỏ thật vô cực. Một cái gậy nó nuôi Yone cũng đẹp. Yone là cuồng đao, rất thiên thần cuồng đao khăn. Nuôi Yone cũng ngon. Đúng không? À, không thì một cái gậy nữa là gắn bỏ thật vô cực, nuôi lắc cũng ngon. Ai ông này đánh lát, găng phải thật một cực hay nước mắt rồi này. Ôi, rất thiên thần nó xét luôn, càng. Mèo. Từ từ để suy nghĩ cái thay con gì cái. Mèo Zanna rồi. Bỏ vách đi. Cho mèo Zanna và bỏ vách. Sau học viện ngon hơn đó. Ui, Zanna 2 luôn. Mèo này. Zanna này. By your command. Diệt bàn tay công lý crit phép cũng được ấy. Diệt bàn tay công lý crit phép cho Leona thú tượng. Xuống dưới nhặt đồ cho nó dễ. Gậy đây rồi. Đây là lớp. Gặp bảo thật vô cực luôn cũng được. Gặp bảo thật vô cực thì cho con này giao điện. Gặp bảo thật vô cực thú tượng cho con này. Diệt bàn tay công lý crit phép ngon hơn các bạn ạ. Tại vì mình không có hút máu ấy. Mình đang chưa có hút máu ấy. Diệt bàn tay công lý crit phép ngon hơn ấy. Mình chưa có hút máu.
Đó, bị sợ cái giáp gai. Quỷ thư đẹp mèo. Rồi, ok. Bây giờ là thí dụ mà mình lên chết thì mình xài cái gì đã? Lên chết bỏ cái gì và xài cái gì? Lên chết bỏ con nào xài con nào? Galio bỏ Brown không cần. Hai thần tượng được rồi, có hút máu rồi. Galio chi tốn slot mình lên 6 học viện ấy. Lên 6 học viện mới ngon. Ôi mẹ, mình bắn hoài không rít luôn ta. Đối với châu TV thì tỷ lệ chỉ để cho đẹp các bạn ạ. Bắn đéo rít luôn. I will protect you. Di chuyển trục tội cho con này đi. Cùng đao di chuyển trục tội. Lên chết thành con Victor mà cũng ngon. Mình tính lên chết bỏ Brown đánh 6 học viện này cho nhiều đam. Thật đấy. Lên chết bỏ mẹ Brown đi, con Leona này là đủ tăng rồi đấy. Thú tượng với gì chỉ trục tội là đủ. Sếp Gray bị kẹt, mình cố tình cho nó kẹt mà. Nó kẹt thì con lát nó bắn đó. Để biết gấp mà. Ơ, cố tình cho đứng trong đấy. Nhưng lại không biết rồi.
Không, để con Taric vô trong hay hơn, để con Taric cho nó kẹt hay hơn. Rau sau lên chết bộ Braum cho hai con này vào. Đâu, không phải cái thuật sư, hai thần tượng để cho cái ô thần tượng này được hồi mana nè. Yone không khăn này. Không khăn thì cho tao bế mày đi. Không khăn là tao bế mày đi luôn. Anh em ơi, mình sắp có ghép học viện rồi anh em ơi. Mình chuẩn bị có ghép học viện rồi. Tôi đã có ghép học viện rồi. Tôi lấy cái nhà máy tái chế chủ yếu thế thôi. Học viện, học viện thông đạo. Phải roll được con Leona 2 đã. Roll được con Leona khác đã. Giữ được Braum luôn. Thì à, Ron đã là lên chết mọi người ơi. Đấy, lấy Leona 2 đã. Học viện. Tính cả rồi, ngài tính cả rồi. Thì cứ từ cái xa học viện khi nào cái xa 2 đi rồi mình tính. Ronayone thì cái xa 2 đi rồi tôi tính. Thôi Seraphine học viện bút máu ngon mà. Cần gì bán này cần gì cái xa. Tôi thủ Leona nãy giờ rồi. Tôi thủ Leona nãy giờ rồi, có ý đồ hết rồi. Dễ gì. Người ta thủ rồi. Thôi, để con Seraphine học viện ngon mà. Bút máu cho nó nhiều, đam to. Cái anh thách đấu đi nhặt chứ ở đâu. Bắn tao không chết này. Thì đi. Quyền năng cho Leona luôn. Châu Yone làm đéo gì cuộc đời này nữa. Saikata lên mana nhanh hơn. Lên mana nhanh mà nó búp đam vô đồng đội. Yone làm cái đếm gì nữa. Cái game này đâu có cần Yone nữa. Game này cần Yone để làm cái gì. Đi.
xài diệt khổng lồ rồi đấy. Em bảo thật vô cực gặp mấy thằng Mundo như vậy mệt lắm. Rồi nèo hai xong bình. Đánh gặp bảo thật vô cực gặp mấy thằng Mundo mệt lắm. Giờ con lắc kia bắn phát không chết con này. Xong rồi búp lên. Sắp Mundo 3. Kệ đó. Lo thân mình bị đá. Không chết. Bắn một cái không chết thì đi. Người ta biết góc rồi. Để mày đi luôn. Jinx? Stands for Jinx. Thì đấy, bắn tao rít cái, tao rít đầy mana bút từng cái. Ngon luôn. Toàn lắc hay nước mắt gian bổ thật ngu cực thôi. Bổn thật sư luôn. Dữ thiệt. Cái ấn này của mình còn cùi á. Này, tí nữa thì mình đi ạ. Đi. Nó nguy hiểm quá. Rồi còn mình solo với thằng này. Giáp gai vuốt rồng. Ai cho lấy cái lốc? Tôi lốc ông chứ. Ở cuối game lốc quan trọng lắm. Ai cho ông? Ai cho ông làm điều đấy? Nắp lốc cho con nào đấy? Lốc cho con Gray à? Thôi, đánh với thằng này thì không cần bết góc đâu. Đánh với thằng này thì khỏi bết góc. Gray cầm lốc, đây này. Lốc mèo cũng được. Mèo khỏi lên mana. Đây thì đi luôn. Nè, Seraphim búp mana này. Búp phá, ôi búp máu phát đầy luôn. Seraphim bao nhiêu đam đấy? 1300 đam. Mundo kìa. Mundo này. Bây giờ chai hát rồi. Đéo cho bạn lên. Mun mun con khờ. Ôi nó lên được Zenith 2 kìa. Zenith căng đấy. Lốc Zenith. Chết Zenith luôn. Đi. Về mày đi luôn. Đi. Đậu xanh. Đánh là phải tính toán chi tiết. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình đẹp tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì trẻ châu vô